Tách hạt ra cho xong rồi đi nấu sữa. Nấu sữa ngô cho chị uống. Nấu sữa ngô cho tốt sức khỏe. Đi. Bảy ngô. Bảy ngô, bảy hạt ngô ra. Thì chả đi. Thì chả ra. Xong rồi. Cái lõi cho nhau.
Yo soy amigo. Xíu nữa cho nước vô đóng mặt hơn. Thơm nha, cho vào cái cuối nha. Ta đi bỏ tay ra, nóng cực kỳ nóng luôn đấy nha. Dạ em rồi. Bây giờ mình mang xuống kia để lọc lấy sữa của Ngô nhé. Đi. Đi xuống. Đi, đi xuống đi.
kèo, chuột, đấy, sữa ngô nè. Ngô này ngọt cực biệt. Có sữa rồi đấy. Rồi để chị lọc nhá. Lọc ra đây, bíp bíp, ngồi ra đây. Ngồi ra đây. Lọc nhá. Dặn lên. Từ dịu từ dặn lên này. Ấm lên nhé. Vàng thơm. Thơm không? Thơm không? Chờ tí, là nó hút đấy. Uống đi nha. Vô. Ngon không? Uống rồi chứ. Ý thích à? Uống nữa không? Cho xem nha. Nha. Uống ra hả? Không, chị cắt vào kia khi nào mình muốn uống lại lấy cho uống. No rồi à?
Không thể đó nhá. Đầy bụng. No chưa? Nếu mà no quá đi thôi. Ăn bụng uống nào. Xem hết chưa ạ? Rồi, hết rồi á. Đi cắt thôi nhé. Thôi, cắt còn tiếp. Mình no không? Đi uống hơn một cốc sữa đấy. No rồi đấy. Cắt nha. Chị cắt vào kia ra khi nào uống thì bà chị lấy cho. Không tự lấy mà vỡ nha.